Rương chong sang panja chaya. Chum lát nai tian chung chang kun ti bun, nai kang bong chok kang chung la, nai prasad bakong. Nai lo chung chang kun, nai kang bong, mi na sao chum lát bạc kara lout ku rương sang panja chaya. Rưu sang kriêng do viêng pra vishnu nang ya bong bong pram nek. Chum lát kara lout tiệp ni, mi n rup bạc kang da kluôn chum luôn pram muối. Nóng miên rụp tôi tôi bí xuyên tiện. Đại là khá nông trong nào ông phụ kê tăng nút. Miên dạ bóng phá ôn tăng pram nét. Mê tôm nét nâng rụp tê pin xuyên tiện. Ôi lúc ai xung qua rụp dạ bóng phá ôn tăng pram nút. Đôi xung kết mơ thà. Bà các bà na thông chính kế. Cứ chữ bóng tì mùi chú mua căn đặc cạn. Rụp bóng tì bí chú mua ọc rạ dạ nát. Rụp bóng tì bấy chú mua khẩn đẹp. Rụp bóng tỷ bốn chú mua ả sao miệt chạm. Rụp ôn phơ đại minh các ba tàu chính kế cứ chú mua và rửa hàng cạn. Nâng rụp các ba dạng nẹ tiết cắn phá lật. Cứ chì mê tốp rồi bói dạng tăng prám chú mua bạc đập. Biện tha bánh chạm miên này tha prám. Cứ xung đào lơ nô cô tăng prám rụp bọt tếp mà rối mùi ống. Miên vật hộ tập mối đã chỉ tròn sáng bánh chạm chân dạng. Nô cô nụ cứ chì nô cô rông tật rông tròn. Hãy đọc bây lơ rư rung cơ chong sang nụ bán. Lúc ta ra nà miên cùng làm công thiệt rộ bỏ ăn thịt tết đang mùa rồi mùi ong. Bà khóa ong nà muối có một ai lơ rư rung cơ chong sang nụ bán lời. Nì giấy bì dạ bông ôn tầng pram ong bán thơ bị thi tạp bạc yêu kẹt. Bố chia đọc rạp prom nọ bây xông bô nơi chỉ bớt âm mặt tạ. Rạp prom miên ca bên chất tên năng ca cổ rộp bố chia rộ bỏ dạ năng pram nụ. Hãy cho mọi bật tiên bố đòi dạng tầng prám. Đẹp đó là ai ông cài bộ kế. Tầng prám ai rồi lấy chỗ khả nìa. Đói mình ai xong có ban thàn được ná chị bóng rút ôn lời. Vẫn tay nẹ đại ai xong lập dạng nẹ tầng prám nụ bán. Đồ rạp nà xong lập chập bì trống. Từ cổ cứ miên nây tha xong lập chập bì ôn đóng mũi rồi hốt đọ bóng kê bóng ọ. Dạng tầng prám miên mơ hợp rất. Ơ chà ban cho qua bạc rù rồi bọc luôn làm bầy xong ai bật tiên là sao mùi ấn. Mọc bầm ráo chứ mê tuộc. Xâm rọc ca phía đi phụ kê bằng thèm tiệt. Và rì chắc rù có dốt bồm đòi bàn. Chụp mê tuộc đọc lăng của cái. Đòi miên ở bột bị xe mùi tục còn ai mê tuộc nó ca bị khuôn. Cứ tung chơi tập. Để ách bọc bọc nâng sọc vô rõ là vầy vầy. Tục nông nụ. Đôi dịch đầy bật nè. Bàn tay tung chơi ní miên trong nội xói cứ. Nơi trong nội cần đào. Bạn tốt bị bán bố đó ở cha này hỏi. Bố dạ thằng Pram bán nước cất trong bán than xuống mà cực rộng. Hỏi miên bầm nón là đám dục trong sáng bán chạy chạy dạ. Đôi bọc ra sáng kriếm. Chỉ mùi tếp đang mùa rối mùi ong. Đây chỉ nạ thay là sáng trong sáng nụ. Chẳng băng nụ bán cắt là hai mẹ tốt bỏ dạ thằng Pram. Bán chạp vô ăn thì tếp đang nụ nhọt chốc nông đông tung chơi thằng ọ. Lượng lên tại tếp tìm rồi mùi bầm nó. Đại miên chết rùm ơl mặt ai chạp màn. Hay ai kích phát bê cảnh đạp đáy mê tọp nụ. Rồi bàn rốt vùng về mặt đất thàn Pra Vishnu. Cảm ơn bạn đang rương ra ở hai. Pra Vishnu bàn riêng cho mặt càng gần lành dạ thằng Pram nụ. Làm bây chui sang cửa phục vụ đẹp tăng mùi rồi. Còn tại bàn mặt đất phliếm dạ thằng Pram bàn sao chùm ơ ông bê rất thiêm nay được mọt Pra Vishnu. Hai bàn mình chi ai mê tọp đại miên tông chay tập với chấm băng chấm mùi bà ăn tay mình ảnh. Bọn tôi bị ban chấm băng khi nì ở đây dạ bê rộp quan trọng tập. Nơi tay mình ảnh về bụng bạc tông chay tập nụ bán. Sắp tay bạc cổ rộp bọ dạ tăng prám bán prap ẩm bì chấm lực xáu ý. Rộp bọ đông tông nụ đọc ra vị sụ. Tì bọn phốt bà ăn bán ruộm. Rộp bám cho bọn riêng xây tăng bà mùi bóa chạy chốc nông còn chạy rộp bọ bà ăn. Cổ bà ăn cháu rộp chấm lực đá đông tông. Hai ai cắt đặt tông chơi tập nụ bàn, tìm bóng phót mê tập nụ có rồi lý rụp nợ bê nụ tử. Bắn tọa bì Pra Vishnu. Bắn tọa máu, Pra Vishnu có bán phát đàn thơ chẳng bán chìm mùi dạ tăng Pram nụ. Ở đây dạ bê rộp quan trọng tập bằng thèm tiệt. Tôi tọa tùm rè, hơi Pra ông bán chơi điệp thả mê tọa nụ dạ tăng Pram. Bán đồ tùa bố bì Pra Rúm. Pra ông có bán sản áo Pra Rúm bằng hai nhóm bí chân nội xoay để ai xâm lập dạ tăng Pram bán. Pra Prom có bàn Pram ẩm phía với, đại bàn bật tiên bố đo bộ ghê tăng Pram nẹ. Khoi bị bàn đăng ở hơi,
ព្រះវិស្ណុចាប់ដើមប្រើប្រាជ្ញារបស់ឈ្លាសវៃរបស់ព្រះអង្គដោយប្រើល្បិចបញ្ឆោតយក្សទាំងនោះម្ដងមួយម្ដងមួយអំពីរិទ្ធបារមីតាមលំដាប់រហូតដល់ព្រះអង្គអាចសម្គាល់បានថាដំណើរជាបងដំណើរជាប្អូនហើយក៏សម្រាប់យក្សទាំង 5 នោះចាប់ពីប្អូនពៅបន្តបន្ទាប់មកដល់បងម្ដងមួយម្ដងមួយតាមលេខរហូតដល់បងគេបង្អស់ទីបញ្ចប់ព្រះអង្គក៏យកជ័យជំនះលើបងប្អូនទាំង 5 នោះហើយបានរំដោះទេពទាំង 100 អង្គ បន្ទាប់ពីនោះមកអាទិទេពទាំង 100 មួយអង្គបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកថ្វាយខ្ចងសង្ឃបញ្ចជយៈឲ្យព្រះវិស្ណុធ្វើជាកេតនភ័ណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះលោកតាំងពីពេលនោះមក ព្រះវិស្ណុគង់លើនេអនន្តៈរងចាំដោះទុក្ខសត្វលោកចម្លាក់លើហោជានៃប្រាង្គខាងលើទិសខាងលិចនៃប្រាសាទបាគងនៅក្នុងគម្ពីរវិស្ណុបុរាណបានដំណាលថាក្រោយពេលចក្រវាលទាំងមូលត្រូវបានរលាយដោយភ្លើងឆាបឆេះគ្រប់ទីកន្លែងហើយបំផ្លាញរាល់សភាវៈទាំងឡាយឲ្យរលាយសូន្យសងមកចក្រវាលថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយក៏រំដាប់ដោយមហាសមុទ្រផ្សេងមានអ្វីទាំងអស់ លោកក្រោយមកមានទឹកចូលជន់មកកជាមហាសមុទ្រមានមហារលកបោកបក់ដោយមានទីរុក១បានផុសដែតលើផ្ទៃមហាសាគរនោះដោយត្រោដោយស្លឹកឈើមួយសន្លឹកលោកក្រោយមកស្លឹកឈើនោះបានប្រែក្លាយជាសត្វនាគក្បាល១000ដល់ធំអស្ចារ្យត្រោទីរុនោះបន្ទាប់មកទីរុនោះក៏បានលូតលាស់ធំឡើងធំឡើងក្លាយជាទេពនៃចក្រវាលមួយអង្គគឺព្រះវិស្ណុ ព្រះអង្គបានបង្កើតចក្រវាលទាំងមូលក្នុងនោះក៏មានព្រះព្រហ្មព្រះឥសូរនិងនាងលក្ស្មីផងដែរព្រះព្រហ្មជាទេពមានព្រះភ័ក្រ៤កើតចេញពីផ្ចិតរបស់ព្រះវិស្ណុគង់លើត្របកកាឈូកមានតួនាទីជាអ្នកបង្កើតលោកឲ្យរស់រានមានជីវិតនិងជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានគម្ពីរសាសនាវណ្ណៈទាំង៤និងបង្កើតទេពនិងមនុស្សសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងភពទាំង៣ជាដើម រីឯព្រះឥសូរមានផ្នែក៣ឬហៅថាអតិទេពត្រៃនេត្រព្រះអង្គកើតចេញអំពីថ្ងាសរបស់ព្រះវិស្ណុព្រះអង្គមានតួនាទីជាអ្នកបំផ្លាញលោកចំណែកព្រះនាងនាគស្មីកើតចេញពីដើមដៃរបស់ព្រះវិស្ណុហើយព្រះនាងតែងតែគង់នៅចុងជើងរបស់ព្រះវិស្ណុជានិច្ចដើម្បីថែរក្សាព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលា ព្រះរាមនិងព្រះលក្ខណ៍ត្រូវព្រួយអន្តរចិត្តចម្លាក់លើហោជាងនៃប្រាង្គប្រាសាទខាងលើទិសខាងជើងនៃប្រាសាទបាគងនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ត្រង់វគ្គសង្គ្រាមនៅក្រុងលង្កាបានពណ៌នាថានៅពេលក្រុមតក់ស្វាដឹកនាំដោយព្រះរាមនិងព្រះលក្ខណ៍បានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កោះលង្កាដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចយក្សក្រុងរាមដែលបានចាប់ពង្រត់នាងសីតាហើយឃុំខ្លួននាងនៅក្នុងនគររបស់ខ្លួន ពេលនោះសង្គ្រាមរវាងក្រុងរាពណ៍និងព្រះរាមនិងព្រះលក្ខណ៍ក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងចម្បាំងនោះក្រុងតក់ស្វាជាដៃគូនិងក្រុងតក់យក្សរីឯអន្តរជិតជាកូនច្បងរបស់ក្រុងរាពណ៍ហើយមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែជាងគេបានធ្វើជាដៃគូចម្បាំងជាមួយព្រះរាមនិងព្រះលក្ខណ៍ក្រោយពីច្បាំងគ្នាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមកអន្តរជិតបានសេពមុនគាថាប្រសិទ្ធិព្រួយទឹករបស់ខ្លួនហើយខ្លាចតែជាសត្វពស់អាសិរពិស ហោះមកចឹករុំព័ទ្ធខ្លួនប្រាណព្រះរាមនិងព្រះលក្ខណ៍បណ្ដាឲ្យសន្លប់បាត់ស្មារតីលើធ្លុកឈាមព្រាមនោះសុគ្រីបបានព្យាយាមរំជោបបាយដើម្បីរំដោះអ្នកទាំងពីរចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់អន្តរជិតហើយបាននាំយកមកនគររបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាបាលបន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យហនុមានហោះទៅស្វែងរកថ្នាំព្យាបាលព្រះអង្គទាំងពីរ ខណៈពេលកំពុងនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាស្រាប់តែមានខ្យល់បោកបក់ដល់គូឲ្យចំណែកមួយហើយរំពេចនោះមានបាក់សីក្រុតបានផុសឡើងហោះសំដៅមករំដោះព្រះរាមនិងព្រះលក្ខណ៍ព្រោះតែបានឃើញបាក់សីក្រុតចិត្តមកដល់ពុះហសេរពឹសដែលរុំព័ទ្ធខ្លួនអ្នកក្លាហានទាំងពីរក៏បានរលាយបាត់អស់ព្រោះភ័យខ្លាចនៃអំណាចរបស់បាក់សីក្រុត